Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế tiếp tục được nhắc đi nhắc lại trên các phương tiện truyền thông và khắp các mạng xã hội. Đây là thông điệp nhằm giữ an toàn cho chính bạn và người xung quanh trước đại dịch COVID-19. Tại tỉnh Điện Biên, trong thời điểm hiện nay, thông điệp này đã và đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt khi các hoạt động buôn bán trở nên nhộn nhịp trong dịp Tết Nguyên đán, thì thông điệp 5K càng trở nên cần thiết nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh. Trước tình hình nhiều trường hợp mắc mới do lây lan tại cộng đồng thuộc tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt. Tại tỉnh Điện Biên, cho tới thời điểm này, mặc dù chưa ghi nhận ca mắc dịch COVID-19, song không vì thế mà chủ quan lơ là, nhiều người dân đi về từ vùng có dịch đã chủ động đến các cơ sở y tế để khai báo và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì tôi nhận định là cái thực hiện cái 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Thì nếu như người dân và thực hiện đủ và tốt 5K đó thì cái công tác phòng chống dịch sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà cũng khuyến cáo đến mọi người dân cũng như là con em đến ở và từ vùng dịch về thì nên thực hiện 5K. Cái thực hiện 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và nên đến trạm y tế cũng như là công an phường gần nhất để khai báo y tế. Thông điệp 5K được Bộ Y tế đưa ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, nhiều người dân có biểu hiện lơ là, tâm lý chủ quan với dịch bệnh nên chưa chấp hành tốt việc sử dụng khẩu trang và khử khuẩn. Theo quan sát tại một số địa điểm thường xuyên có mật độ đông người tập trung như các chợ, bến xe, điểm du lịch, vẫn có các trường hợp không đeo khẩu trang hoặc mục đích sử dụng khẩu trang để tránh khói bụi, không khí lạnh, chứ chưa đảm bảo đúng cách để phòng chống dịch bệnh. Do vậy, để nâng cao ý thức của người dân, công tác tuyên truyền người dân chấp hành tốt thông điệp 5K đã và đang được các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương tích cực triển khai. Chúng tôi cũng đã tăng cường đến tuyên truyền trên cái hệ thống loa của phường và dưới phố là một ngày là cứ buổi sáng và trưa, chiều, tối liên tục. Đối với phường và các tổ dân phố là cũng đã tuyên truyền và đã chỉ đạo tới các lãnh đạo của các tổ dân phố là cho rà soát kỹ từng với lại hộ gia đình có con em là sinh viên, học sinh, thế rồi đi làm ở các khu công nghiệp lên để về ăn Tết đấy là lên để khai báo trên y tế của phường là cũng chúng tôi cũng tăng cường các cái thời lượng tuyên truyền là làm tốt về cái việc này. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra nhắc nhở những nơi có nguy cơ cao như trường học, chợ, siêu thị, thực hiện nghiêm các phương pháp phòng chống dịch bệnh. Qua công tác kiểm tra ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như chợ Nong Bua, chợ Trung tâm 1, nhiều tiểu thương đã nhận thức được việc thực hiện thông điệp 5K để phòng dịch bệnh. Trước khi đợt đầu dịch bùng phát thì mình cũng chưa am hiểu về dịch mấy, thì mình cũng chủ quan hơn. Nhưng mà về sau đợt dịch này, mình thấy càng ngày càng nghiêm trọng, thì mình lại có ý thức phòng và bảo vệ cho sức khỏe của mình, gia đình mới lại cộng đồng nhiều hơn, ví dụ như là đeo khẩu trang này, khử khuẩn này, sau là tuyên truyền mấy mọi người là lên đề cao cảnh giác dịch COVID này. Tôi ban quản lý chợ là cũng nhắc nhở bà con là đeo khẩu trang, những người hộ bán hàng mà kinh doanh mà cố định chúng tôi cũng nhắc nhở bà con là phải đeo khẩu trang, nếu mà không thực hiện được thì chúng tôi không cho bán hàng nữa. Mấy hai nữa là những người dân đi vào chợ thì chúng tôi cũng nhắc nhở bà con là đeo khẩu trang. Mấy thứ ba nữa là đang đề nghị chúng tôi cũng kiến nghị mấy phường là cho một cái bàn sát khuẩn ở cổng chợ là để cho người dân đi vào chợ là sát khuẩn vào chợ mới ra khi ra cho khỏi chợ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát như hiện nay, thì việc thực hiện thông điệp 5K là phương pháp hữu hiệu được chính phủ, các cấp chính quyền, ngành chức năng khuyến cáo thực hiện. Để phương án phòng bệnh được thực hiện nghiêm túc, công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, thì bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, cần thiết phải có sự vào cuộc quyết liệt đồng loạt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung thông điệp tại các địa phương.
Hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân trong toàn xã hội cần chủ động, tích cực, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.